Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 13 tháng 4 đã diễn ra hai trận lượt về của vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu mùa giải 2021-2022 giữa Real Madrid với Chelsea và Bayern Munich với Villarreal. Ở màn so tài trên đất Tây Ban Nha, Real Madrid sau chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi nên nắm lợi thế quá lớn trong việc tranh vé vào bán kết Cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay. Tuy nhiên, ở trận lượt về, Chelsea đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Đại diện của nước Anh chơi bản lĩnh và chắt chiu rất tốt cơ hội được tạo ra. Sau 75 phút bóng lăn, Chelsea đã dẫn trước Real Madrid với tỷ số 3-0 để nắm lợi thế cực lớn trong việc giành vé vào bán kết. Sự khác biệt lớn nhất so với trận lượt đi của Chelsea đó là tiền đạo Timo Werner. Cầu thủ đã có một bàn thắng và một đường kiến tạo cho The Blues trên sân Bernabeu. Mặc dù bị Chelsea dẫn trước 3-0 nhưng Real Madrid lại không hề nào núng. Ở thời khắc khó khăn nhất thì Real Madrid một lần nữa lại thể hiện được bản lĩnh của mình. Phút thứ 80 của trận đấu, Luka Modric có đường kiến tạo thần sầu để Rodrigo, cầu thủ vừa vào sân từ băng ghế dự bị, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức, nên hai đội phải bước về hiệp phụ để phân định thắng thua. Vì sau hai lượt trận, tỷ số đang là 4 đều. Trong hiệp phụ, Real Madrid dù bị tổn thất lực lượng và phải thay người bất đắc dĩ vì những chấn thương, nhưng họ vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. Phút thứ 96 của trận đấu, Vinicius đã có đường kiến tạo rất hay để Karim Benzema đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Real Madrid. Bàn thắng của Benzema giúp Real Madrid có tổng tỷ số là 5-4. Nó đưa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha từ cõi chết trở về. Ở chiều ngược lại, Chelsea đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tâm lý và ảnh hưởng đến lối chơi. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Chelsea đã dốc toàn lực để tìm kiếm bàn thắng. Đội khách đã có những cơ hội nhưng lại không tận dụng thành công. Chung cuộc, Chelsea giành thắng với tỷ số 3-2 ở trận lượt về nhưng lại thua 4-5 sau hai lượt trận, qua đó nhìn Real Madrid vào bán kết Cúp C1 châu Âu. Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra trên đất Đức, đội chủ nhà Bayern Munich sau trận thua 0-1 trước Villarreal thì buộc phải thắng hai bàn cách biệt ở trận lượt về mới có thể giành vé vào bán kết. Mặc dù có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, nhưng hùng xám xứ Bavaria đã chơi không thực sự như kỳ vọng. Sau nhiều lần hãm thành, thì mãi đến phút thứ 52 của trận đấu, Bayern Munich mới có bàn mở tỷ số do công của Lewandowski. Lúc này, tỷ số sau hai lượt trận là 1 đều, Bayern Munich cần thêm một bàn thắng nữa để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, ở khoảng thời gian sau đó, Villarreal đã thi đấu rất kiên cường. Thậm chí ở phút 88, đại diện của Tây Ban Nha còn có bàn gỡ hòa 1 đều. Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Bayern Munich dốc toàn lực cho mặt trận tấn công để ghi bàn nhưng không thành công. Chung cuộc, Bayern Munich bị Villarreal cầm hòa với tỷ số 1 đều và thua 1-2 sau hai lượt trận, qua đó nhìn đối thủ vào chơi ở vòng bán kết. Đối thủ của Real Madrid và Villarreal ở vòng bán kết là hai đội thắng ở cặp đấu giữa Atlético Madrid với Manchester City và Liverpool với Benfica diễn ra vào đêm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.